Chào các em, hôm nay cô sẽ đồng hành cùng các em trong chương trình ôn thi Trung học phổ thông quốc gia môn ngữ văn. Ở buổi học trước, các em đã được ôn tập truyện ngắn Vợ Nhặt của nhà văn Kim Lân. Trong buổi học hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các em ôn tập truyện ngắn Vợ Chồng A Phủ của nhà văn Tô Hoài. Chuyên đề này sẽ được cấu trúc thành 3 phần như sau. Phần 1, cô sẽ giúp các em hệ thống lại các kiến thức cơ bản về tác phẩm. Phần 2, cô sẽ giới thiệu một số dạng đề. Và phần 3, chúng ta sẽ cùng nhau luyện tập. Chuyên đề này sẽ được học trong 2 buổi. Và ở buổi học thứ nhất, chúng ta sẽ cùng nhau hệ thống lại các kiến thức cơ bản về tác giả Tô Hoài, tác phẩm Vợ Chồng A Phủ và một số những vấn đề cần lưu ý khi học tác phẩm này. Thứ nhất, chúng ta cùng tìm hiểu về nhà văn Tô Hoài. Với bất cứ một nhà văn nào, khi ôn tập thì các em cũng lưu ý cho cô giáo, chúng ta cần nắm được các thông tin về cuộc đời, về sự nghiệp sáng tác và về vị trí văn học sử của nhà văn đó trong tiến trình văn học dân tộc. Các chi tiết về tiểu sử của nhà văn Tô Hoài thì sách giáo khoa đã trình bày rất kỹ, ở đây cô không nhắc lại nữa. Các em cần lưu ý cho cô giáo các đặc điểm của con người nhà văn, bởi lẽ nó sẽ ảnh hưởng đến các sáng tác của ông. Trước hết, chúng ta biết Tô Hoài là nhà văn có tình yêu và sự gắn bó sâu sắc với quê hương. Ông sinh ra ở làng Nghĩa Đô thuộc phủ Hoài Đức, tỉnh Hà Đông, nay là Hà Nội. Mảnh đất này đã gắn bó rất sâu sắc với Tô Hoài và để lại dấu ấn trong nhiều sáng tác của ông sau này. Ngày bút danh mà nhà văn lựa chọn cũng chính là cái tên ghép hai chữ cái đầu sông Tô Lịch, phủ Hoài Đức, và nó cũng cho thấy được tình yêu, sự gắn bó của nhà văn với mảnh đất, với con người nơi đây. Thứ hai, Tô Hoài là nhà văn có vốn sống phong phú và có tài quan sát. Ông chỉ được học hết tiểu học, sau đó phải lăn lộn rất nhiều nghề để kiếm sống. Chính những cái trải nghiệm thực tế đó đã giúp Tô Hoài có được những chất sống thực tế để đưa vào các sáng tác của mình sau này. Thứ ba, ông cũng là một nhà văn am hiểu phong tục, tập quán các vùng miền khác nhau trên đất nước ta. Đây chính là sở trường riêng của Tô Hoài. Ông thường phát hiện được những nét lạ trong phong tục tập quán các vùng đất và đưa vào trang viết của mình. Chúng ta cùng chuyển sang ôn tập lại về sự nghiệp sáng tác của nhà văn. Nhắc đến tên tuổi của Tô Hoài thì chúng ta không thể không kể đến những tác phẩm như Dế Mèn Phiêu Lưu Ký, Chuyện Tây Bắc hay là Cát Bụi Chân Ai. Trong suốt cuộc đời hơn 60 năm cầm bút của mình, Tô Hoài đã để lại gần 200 đầu sách. Có thể nói đây là nhà văn có số lượng tác phẩm đạt kỷ lục trong nền văn học Việt Nam hiện đại. Sáng tác của Tô Hoài có giá trị riêng rất đặc sắc. Ông thường diễn tả những sự thật của đời thường. Đặc biệt, Tô Hoài rất thành công ở mảng văn xuôi về đề tài Hà Nội và đề tài miền núi. Sáng tác của ông cũng hấp dẫn người đọc bởi lối trần thuật hóm hình, sinh động, cách miêu tả giàu chất tạo hình, ngôn ngữ phong phú và đậm tính khẩu ngữ. Về vị trí văn học sử, thì các em nhớ cho cô giáo, Tô Hoài được coi là một trong những cây bút hàng đầu của nền văn xuôi Việt Nam hiện đại, và ông đã được Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật năm 1996. Chúng ta cùng chuyển sang phần Hai La Mã, ôn tập về tác phẩm Vợ Chồng A Phủ. Đầu tiên, các em cần lưu ý cho cô giáo về xuất xứ và vị trí của tác phẩm này. Vợ Chồng A Phủ được in trong tập Truyện Tây Bắc năm 1953. Đây là tập sách được giải nhất Giải thưởng Hội Văn nghệ Việt Nam năm 1954-1955. Về hoàn cảnh sáng tác truyện ngắn này, thì các em nhớ cho cô giáo, Truyện Tây Bắc là kết quả chuyến đi thực tế 8 tháng của Tô Hoài cùng Bộ đội Giải phóng Tây Bắc năm 1952. Trong chuyến đi đó, Tô Hoài đã sống gắn bó cùng đồng bào các dân tộc Tây Bắc từ các căn cứ du kích trên núi cao tới các bản làng mới giải phóng. Chính cuộc sống và sự gắn bó với mảnh đất, với con người nơi đây đã tạo nên nguồn cảm hứng để Tô Hoài viết nên các tác phẩm Cứu Đất, Cứu Mường, Mường Dơn và Vợ Chồng A Phủ. Nhà văn đã có lần tâm sự, Tây Bắc để thương, để nhớ cho tôi nhiều quá. Và Vợ Chồng A Phủ phải chăng chính là món nợ ân tình mà nhà văn đã trả cho mảnh đất này? Thứ ba, về bố cục của tác phẩm, thì các em lưu ý cho cô giáo truyện ngắn Vợ Chồng A Phủ bao gồm hai phần. Phần đầu viết về cuộc sống của Mị và A Phủ ở Hồng Ngài. Phần sau viết về cuộc sống của Mị và A Phủ ở khu du kích Phiềng Sa. Và đoạn trích mà chúng ta học ở trong sách giáo khoa ngữ văn 12 thuộc phần đầu của truyện ngắn.
sang phần ba la mã, cô giáo sẽ hướng dẫn các em tìm hiểu những vấn đề trọng tâm mà chúng ta cần lưu ý khi học truyện ngắn này. Thứ nhất, đó là nhân vật mị. Thứ hai là hình tượng nhân vật A Phủ. Thứ ba, chúng ta phải lưu ý các giá trị của tác phẩm. Và thứ tư, cô giáo sẽ lưu các em các cái đoạn văn và các chi tiết nghệ thuật đặc sắc trong tác phẩm này. Đầu tiên là hình tượng nhân vật mị. Nếu hình dung cuộc đời mị như một cuốn sách gồm nhiều trang thì Tô Hoài đã giới thiệu với chúng ta những chương lớn về sự xuất hiện của nhân vật, về cuộc sống của mị trước khi về làm dâu nhà thống lý và cuộc sống của mị sau khi về làm dâu nhà thống lý. Ngay từ những dòng đầu tiên của truyện ngắn thì Tô Hoài đã giới thiệu với chúng ta về sự xuất hiện của nhân vật. Mị xuất hiện trong không gian nhà thống lý bên tảng đá cạnh tàu ngựa. Cô dường như lẫn vào với thế giới của những vật câm lặng, vô tri giác, không biết nói. Mị xuất hiện trong công việc đó là quay sợi gai, thái cỏ ngựa, dệt vải, chẻ củi hay cõng nước. Đó là những công việc vất vả, nối tiếp nhau không dứt. Thứ ba, cô gái ấy còn xuất hiện trong dáng vẻ và diện mạo riêng. Đó là cô luôn cúi mặt, mặt buồn rười rượi, dường như rất đau khổ, câm lặng. Có thể nói cái giới thiệu này của Tô Hoài đã hé mở cho chúng ta cuộc đời tăm tối, thân phận đặc biệt của mị. Cô dường như mang dáng dấp của những nhân vật bất hạnh trong thế giới cổ tích. Thứ hai, chúng ta cùng tìm hiểu về cuộc sống của mị trước khi làm dâu nhà thống lý. Trước khi về làm dâu nhà thống lý, mị lắm cô gái trẻ trung, xinh đẹp, tài hoa và có tài thổi sáo. Những năm tháng thanh xuân ấy, mị như bông hoa đẹp giữa núi rừng Tây Bắc. Nhà văn đã rất khéo léo đan cài các chi tiết nói về vẻ đẹp của mị. Đó là trai đến nhẵn chân vách đầu bùng mị. Ngày xưa mị uốn chiếc lá trên môi, thổi lá cũng hay như thổi sáo, bao nhiêu người mê đã đi theo. Phải chăng cô không chỉ có nhan sắc rực rỡ, không chỉ có tài năng, sự tài hoa, mà đó là cô gái giàu tình cảm, có những phẩm chất đáng quý thì mới được nhiều người say mê đến như thế. Bên cạnh đó, mị còn là một cô gái chăm chỉ, cần cù, hiếu thảo. Cô cũng rất yêu sống và khao khát tự do. Các em đặc biệt lưu ý cho cô giáo câu nói của mị với cha: con này đã biết cuốc nương làm ngô, con phải làm nương ngô giả nợ thay cho bố, bố đừng bán con cho nhà giàu. Câu nói này không chỉ thể hiện tình thương của mị đối với cha mình, mà còn cho chúng ta thấy mị là cô gái rất yêu tự do. Cô có một sự lựa chọn rất dứt khoát, thà nghèo khổ mà được tự do còn hơn làm dâu cho nhà giàu mà mất tự do. Có thể nói với những phẩm chất như vậy, mị hoàn toàn xứng đáng được hưởng một cuộc sống tự do, hạnh phúc. Nhưng thực tế mị không hề được lựa chọn và cô đã phải về làm dâu nhà thống lý. Vậy thì cuộc sống của mị sau khi về làm dâu nhà thống lý ra sao? Các em chú ý cho cô giáo, đó là câu chuyện mị bị bắt về làm dâu. Những ngày đầu mị mới về làm dâu nhà thống lý, khi đã quen với cuộc sống làm dâu, sự hồi sinh khát vọng sống của mị trong đêm tình mùa xuân và sự phản kháng của cô trong đêm đông A Phủ bị trói. Đây chính là những dấu mốc lớn mà chúng ta cần phải lưu ý khi tìm hiểu cuộc sống của mị khi đã trở thành con dâu nhà bá cha. Câu chuyện mị bị bắt làm dâu được Tô Hoài nói với chúng ta về nguyên nhân. Đó là ngày xưa cha mẹ mị lấy nhau phải vay nợ bố của thống lý bá cha, mỗi năm phải trả lãi một nương ngô. Đến tận khi mẹ mị chết đi thì món nợ đó vẫn chưa trả được và mị đã bị bắt về làm dâu để trừ cái số nợ của cha mẹ. Vậy thì câu chuyện này nói với chúng ta điều gì? Nhà văn đã tô đậm tình cảnh éo le, cực nhục của mị. Mị đồng thời mang hai thân phận, con dâu để trừ nợ và con ở bị bắt buộc. Có đó, nhà văn cũng tố cáo bọn thống trị miền núi đã biến con người thành một cái thứ hàng hóa thay thế cho những cái món nợ vật chất. Vậy thì những ngày đầu về làm dâu, mị sống ra sao? Đầu tiên thì đêm nào mị cũng khóc. Sau đó, cô trốn về nhà và định ăn lá ngón tự tử. Có thể nói những chi tiết này đã cho chúng ta thấy trạng thái đau khổ tột cùng và cái sự phản kháng chống lại hoàn cảnh của mị. Ở đây, chi tiết mị định ăn lá ngón có rất nhiều ý nghĩa. Các em chú ý cho cô giáo, đó là gì? Chỉ khi nào
người ta thật sự yêu sống, ham sống đến mãnh liệt, người ta mới thấu hiểu được cái ý nghĩa cuộc sống tự do và mới thấy rằng sống mà mất tự do thì thà chết còn hơn. Có thể nói Định Ăn Lá Ngón là chi tiết nói với chúng ta về sự phản kháng rất dữ dội, quyết liệt, một sự lựa chọn rất là dứt khoát của Mị. Tuy nhiên, vì thương cha thì Mị lại không đành lòng chết và cô đã phải quay trở lại nhà thống lý. Có thể nói Mị đã rơi vào một hoàn cảnh tuyệt vọng, tăm tối, rơi vào bi kịch, muốn chết mà không được chết. Chúng ta cùng ôn lại cái cuộc sống của Mị khi đã quen với cái kiếp đời làm dâu nhà thống lý như thế nào. Thì các em chú ý cho cô giáo, đó là thái độ này, cách sống hay là dáng vẻ của nhân vật khi làm dâu nhà thống lý ra sao. Nhìn vào bảng trên thì các em có thể thấy là gì đây? Về thái độ thì Mị không còn tưởng Ăn Đến Lá Ngón tự tử nữa, Mị tưởng mình cũng là con trâu, con ngựa. Dần dần mấy năm qua đi, cha đã chết rồi, tưởng chừng như Mị không còn ràng buộc gì nữa, lúc này Mị hoàn toàn có thể tự giải phóng cho bản thân khỏi kiếp sống trâu ngựa nơi nhà thống lý. Nhưng không, Mị dường như đã cam chịu, đã nhẫn nhục với hoàn cảnh này. Về cách sống thì cô không nghĩ ngợi, không nói mà nhớ đi nhớ lại những cái việc giống nhau, làm đi làm lại mỗi năm mỗi mùa. Tết xong thì lên núi hái thuốc phiện, giữa năm thì giặt đay, xe đay, đến mùa thì đi nương, bẻ bắp. Đặc biệt, Tô Hoài rất lưu tâm, khắc họa những chi tiết nói về dáng vẻ của nhân vật. Đó là Mị luôn cúi mặt và lủi lủi như con rùa nuôi trong xó cửa. Đây là một chi tiết rất giàu ý nghĩa, nói với chúng ta về thân phận câm lặng, bất hạnh của một người đàn bà khi làm dâu nhà giàu dưới chế độ phong kiến miền núi. Kèm chú ý cho cô giáo chi tiết căn buồng Mị nằm. Căn buồng Mị nằm chỉ có một lỗ vuông bằng bàn tay, trông ra chỉ thấy trăng trắng, không biết là sương hay là nắng. Căn buồng ấy trước hết có nghĩa tả thực cho không gian sống tối tăm, chật hẹp của Mị. Bên cạnh đó, nó còn có nghĩa biểu tượng trong một thứ ngục thất tinh thần giam cầm tù nhân. Nó đã cầm cố, giam hãm tuổi thanh xuân của Mị, đã làm tê liệt cả khát vọng sống của cô. Như vậy, qua quá trình tìm hiểu cuộc sống của Mị khi đã về làm dâu nhà thống lý, thì chúng ta sẽ thấy cái sự thay đổi theo chiều hướng tiêu cực của Mị. Đó là gì? Từ một cô gái yêu đời, khát khao tự do, phản kháng lại hoàn cảnh, thì cô đã dần dần tê liệt khát vọng sống, cam chịu và chấp nhận hoàn cảnh của mình. Tuy nhiên, nếu như cứ mãi sống như thế, có lẽ Mị cũng sẽ kết thúc cuộc đời mình giống như bao kiếp đàn bà làm dâu trong nhà thống lý. Song Tô Hoài đã rất tin tưởng vào phẩm chất tốt đẹp và sức sống tiềm tàng của nhân vật và đã miêu tả sự hồi sinh khát vọng sống của Mị trong đêm tình mùa xuân. Vậy thì khung cảnh nào đã làm nền cho sự hồi sinh khát vọng sống của Mị? Đó chính là bức tranh phong tục và không gian văn hóa đậm chất Tây Bắc khi xuân về, với không khí mùa xuân, với âm thanh tiếng sáo, với men rượu nồng ngày Tết. Mùa xuân Tây Bắc đã được nhà văn miêu tả qua những chi tiết về thiên nhiên, về cuộc sống con người. Hồng ngày năm ấy ăn Tết, lúc gió thổi và cỏ xanh vàng ửng, gió và rét rất dữ dội. Những chiếc váy hoa được đem ra phơi trên những mỏm đá, xòe như những con bướm sặc sỡ. Đám trẻ chơi quay, cười ầm lên trên sân chơi trước nhà. Có thể nói đây chính là bức tranh giàu chất họa, chất thơ, đầy màu sắc, âm thanh và rộn ràng sự sống. Trong bức tranh ấy, nhà văn đã dành những dòng để miêu tả âm thanh tiếng sáo mùa xuân. Ngoài đầu núi, lấp ló đã có tiếng ai thổi sáo rủ bạn đi chơi. Văng vẳng tiếng sáo gọi bạn đầu làng, tiếng sáo gọi bạn yêu vẫn lửng lơ bay ngoài đường. Trong đầu Mị đang dập dờn tiếng sáo đưa Mị đi theo những cuộc chơi, những đám chơi, hơi rượu tỏa, tiếng sáo, tiếng chó sủa xa xa. Có thể nói, mỗi một dân tộc, mỗi một vùng đất có một loại nhạc cụ đặc trưng. Với người Tây Nguyên, đó là tiếng cồng, tiếng chiêng âm vang rừng núi. Với người dân vùng đồng bằng Bắc Bộ, đó là tiếng đàn bầu nỉ non, thánh thót. Và với đồng bào vùng cao Tây Bắc, âm thanh tiếng sáo vi vu, réo rắt cũng mang trở điệu hồn riêng của họ. Ở
ở đây, các em quan tâm cho cô giáo đến ý nghĩa của chi tiết âm thanh tiếng sáo. Nó đã mở ra cho chúng ta không gian xa xôi của núi rừng Tây Bắc, gợi nét đẹp văn hóa của người dân nơi đây. Đồng thời, nó cũng là biểu tượng cho tiếng gọi của tình yêu, của tự do. Và nó có quan hệ chặt chẽ với quá trình diễn biến tâm lý của nhân vật Mị. Tiếng sáo được miêu tả khi gần, khi xa, khi là yếu tố từ bên ngoài tác động vào thế giới tâm hồn Mị và dẫn dụ Mị. Vậy thì dưới tác động của âm thanh tiếng sáo và không khí mùa xuân Tây Bắc, diễn biến tâm trạng và hành động của Mị như thế nào? Thì các em có thể chú ý cho cô giáo là dưới tác động của âm thanh tiếng sáo thì Mị lắng nghe tiếng sáo xa xa và cô nhẩm thầm bài hát của người đang thổi. Các em chú ý cho cô giáo về ca từ trong âm thanh tiếng sáo. Mày có con trai, con gái, mày đi làm nương, ta không có con trai, con gái, ta đi tìm người yêu. Ca từ rất mộc mạc, giản dị nhưng cho thấy lối sống phóng khoáng, tinh thần yêu tự do và khát vọng về hạnh phúc lứa đôi của người Tây Bắc. Ở đây, mặc dù Mị mới chỉ nhẩm thầm bài hát của người đương thổi, đó chưa phải là âm thanh của những tiếng hát vút cao, nhưng nó đã đánh dấu khoảnh khắc ý thức về cuộc sống đã trở lại trong cô. Sau đó, Mị lén lấy hũ rượu, cứ uống ực từng bát. Đây là cách uống rượu rất lạ. Dường như Mị muốn uống, muốn nuốt cho trôi tất cả những nỗi hận vào trong lòng, uống cho quên những ngày tháng khổ cực đã qua và uống cho cả những khao khát về một tương lai chưa tới. Lúc đó, dưới tác động của âm thanh tiếng sáo thì Mị cũng thấy lòng mình phơi phới trở lại, vui sướng như những đêm Tết ngày trước. Mị thấy mình còn trẻ, Mị vẫn còn trẻ và Mị muốn đi chơi. Nếu như trước đây đó là một cô Mị âm thầm, câm lặng, mất hết ý niệm về không gian, về thời gian, thì nay cô ý thức rằng mình đang còn trẻ. Một người phụ nữ thấy mình còn trẻ nghĩa là cô đang còn tình yêu với cuộc sống. Khi đó, nhớ lại, Mị chỉ thấy nước mắt ứa ra, bao nhiêu người có chồng vẫn đi chơi ngày Tết. Huống chi, Mị với A Sử không có lòng với nhau, vẫn phải ở cùng nhau. Và Mị chợt nghĩ rằng giá có nắm lá ngón trong tay lúc này, cô sẽ ăn cho chết ngay, chứ không buồn nghĩ đến nữa. Nhớ lại, chỉ thấy nước mắt ứa ra. Một lần nữa, chi tiết nắm lá ngón lại xuất hiện trên trang văn Tô Hoài. Nó cho thấy biểu hiện ngược của lòng ham sống nơi Mị. Khi khát vọng sống, khát vọng tình yêu trỗi dậy, nó lập tức xung đột với cái thực tại nghiệt ngã mà Mị đang rơi vào, và nó dẫn đến sự lựa chọn dứt khoát và quyết liệt của cô. Tiếp đó, Mị đã lấy ống mỡ, sắn thêm một miếng, bỏ vào đĩa đèn cho sáng. Hành động này vừa có nghĩa tả thực, vừa có ý nghĩa biểu tượng. Mị muốn thắp sáng lại căn phòng hay chính là thắp sáng lại cuộc đời cô. Sau đó, cô cuốn lại tóc, lấy cây váy hoa vắt ở trong vách. Ở đây thì nhà văn Tô Hòa đã rất tinh tế khi miêu tả sự hồi sinh khát vọng sống ở Mị cùng với sự trở về của nữ tính. Mị đã ý thức rằng mình còn trẻ, Mị cũng muốn làm đẹp để đi chơi. Khát vọng sống đã trở về với cô. Sự hồi sinh khát vọng sống của Mị trong đêm tình mùa xuân có điều kiện cần là khung cảnh mùa xuân Tây Bắc. Và điều kiện đủ chính là sức sống tiềm tàng của Mị. Ở đây các em lưu ý cho cô giáo mối quan hệ hai chiều giữa yếu tố ngoại cảnh và sức sống nội tại ở bên trong của nhân vật. Nếu không có khung cảnh mùa xuân Tây Bắc, có lẽ Mị sẽ vẫn sống cuộc đời âm thầm, lặng lẽ như thế. Nhưng mặt khác, nếu không có sức sống tiềm tàng bên trong con người, thì biết bao mùa xuân vẫn cứ thế trôi qua, Mị vẫn cứ sống, vẫn cứ là một người con dâu gạt nợ ở trong nhà thống lý cho đến hết đời, hết kiếp thì thôi. Đúng lúc khát vọng sống đang dâng trào mãnh liệt trong Mị thì cô đã gặp phải sự vùi dập hết sức phũ phàng của A Sử. A Sử đã chói đánh Mị. Khi bị A Sử chói, mặc dù bị chói buộc đầy đọa về thể xác, nhưng Mị hoàn toàn tự do về tinh thần. Cô đứng lặng, không biết mình đang bị chói, vẫn nghe tiếng sáo đưa Mị đi theo những cuộc chơi, những đám chơi. Khát vọng tự do trong Mị cũng trỗi dậy, Mị vùng bước đi, nhưng tay chân đau không cựa được. Cô cũng nhận thức về thực tại nghiệt ngã của bản thân, Mị nghe tiếng chân ngựa đạp vách và cô thổn thức nghĩ mình không bằng con ngựa. Ở đây các em lưu ý cho cô giáo, nếu như âm thanh tiếng sáo là âm thanh lãng mạn, đưa Mị thế giới tâm hồn Mị bay bổng đi theo
những thanh âm của tự do, của tình yêu, thì tiếng chân ngựa đạp vách lại là âm thanh của thực tại, thứ âm thanh nghiệt ngã đưa cô trở về với thực tại đau khổ. Chúng ta cùng chuyển sang tìm hiểu về sự phản kháng của nhân vật Mị trong Đêm đông, A Phủ bị trói. Nhà văn Tô Hoài đã rất tinh tế, ông không miêu tả đơn giản một chiều diễn biến tâm lý của Mị, mà nhà văn đã phát hiện ra đó là gì? Khi Mị hồi sinh khát vọng sống, nhưng không phải khát vọng sống được hồi sinh có nghĩa là Mị đã lập tức tự giải phóng được cho chính mình. Khát vọng ấy của nhân vật có sự xung đột với cái hiện tại nghiệt ngã mà nhân vật rơi vào. Ở đây, chúng ta quan tâm đến lý do A Phủ bị trói. Đó là do lỡ để hổ bắt mất một con bò của nhà thống lý nên đã bị trói đứng. Còn hoàn cảnh của Mị đó là sau khi bị A Sử trói và đánh trong Nên tình mùa xuân thì Mị càng trở nên câm lặng, cô quay trở lại cảnh sống cam chịu và nhẫn nhục trước kia. Sự thay đổi của Mị trong Đêm đông A Phủ bị trói đã diễn ra như thế nào thì các em quan sát sơ đồ sau. Lúc đầu thì Mị hoàn toàn vô cảm, dửng dưng trước nỗi đau của người khác. Những đêm mùa đông trên núi cao dài và buồn, đêm nào Mị cũng trở dậy thổi lửa hơ tay hơ lưng không biết bao nhiêu lần. A Phủ vẫn bị trói đứng ở cây cột đấy, nhưng nếu A Phủ có là cái xác chết cũng thế thôi, Mị vẫn thản nhiên thổi lửa hơ tay. Chi tiết này nói với chúng ta hai điều. Dường như những cảnh trói, đánh, bắt người như vậy đã trở thành những cảnh tượng quen thuộc, thường thấy ở trong nhà thống lý nên cũng không có gì là bất ngờ. Nó tố cáo chế độ phong kiến miền núi đã đày đọa con người. Thứ hai, nhà văn còn muốn nói với chúng ta, phải chăng khi con người đã sống quá lâu trong những khổ đau thì dường như họ cũng bị tê liệt cả tình thương với đồng loại. Không chỉ dửng dưng trước nỗi đau của người khác, Mị dường như còn vô cảm trước nỗi đau của chính mình, trước nỗi nhục của chính bản thân. Có đêm A Sử về, nhìn thấy cảnh Mị đang ngồi sưởi lửa như vậy, A Sử lại đánh Mị ngã xuống. Nhưng đêm sau, Mị lại vẫn tiếp tục dậy, thổi lửa, hơ tay như thế. Tuy nhiên, khi nhìn thấy dòng nước mắt của A Phủ thì trong Mị đã có một sự thay đổi rất lớn lao. Với A Phủ, có lẽ đây là dòng nước mắt tuyệt vọng cùng người đàn ông vốn rất khỏe mạnh, nay đã lâm vào cảnh ngộ cùng đường. Còn với Mị, dòng nước mắt A Phủ đã tác động trực tiếp đến thế giới tâm hồn, tưởng như đã trở nên khô héo, tưởng như đã trở thành lặng câm, tưởng như đã hoàn toàn vô cảm, dửng dưng với tất cả của cô. Mị nhớ lại cảnh ngộ của bản thân mình đêm trước, bị A Sử trói, nước mắt rơi xuống mặt, xuống cổ, không làm thế nào lau đi được. Sau đó, Mị đồng cảm và thương cho A Phủ. Ta là thân đàn bà đã chỉnh ma nhà nó rồi thì chỉ còn biết đợi ngày rũ xương ở đây thôi. Nhưng người kia việc gì mà phải chết thế, A Phủ. Cô nhận thức được bản chất độc ác của giai cấp phong kiến thống trị miền núi. Chúng nó thật độc ác. Cơ chừng này chỉ đêm mai là người kia chết. Chết đau, chết đói, chết rét, phải chết. Và trong tình cảnh đó, ngập tức một ý nghĩ đến với Mị, cô đã quyết định cắt dây, cởi trói, cứu A Phủ. Không phải là Mị không sợ, cô cũng nghĩ đến cảnh A Phủ chạy trốn được đi rồi, cha con thống lý sẽ trói Mị thay vào đấy và Mị sẽ phải chết thay cho A Phủ. Nhưng lúc này, tình thương dường như đã lớn hơn cả nỗi sợ. Sự căm hận bọn thống trị độc ác đã khiến cô có một hành động rất táo bạo và bất ngờ. Điều đặc biệt là Tô Hoài cũng đã nói với chúng ta, đó là khi thương mình thì Mị cũng đồng thời biết thương người. Khi cứu người như vậy thì Mị lại cũng đồng thời cứu được chính mình. Cô đã bỏ trốn cùng A Phủ. Các em đặc biệt lưu ý cho cô giáo nghệ thuật miêu tả diễn biến tâm lý nhân vật của Tô Hoài. Các em quan sát sơ đồ thì sẽ thấy tâm lý nhân vật Mị được nhà văn diễn tả hết sức tinh tế, chân thực. Mặc dù có những biến hóa rất là ngẫu nhiên, bất ngờ nhưng vẫn nằm trong vòng tình lý của sự sống. Đó là gì? Khi làm dâu nhà thống lý, mới đầu cô phản kháng dữ dội, quyết liệt, nhưng sau đó lại phải cam chịu, nhẫn nhục trước hoàn cảnh. Trong đêm tình mùa xuân, bị hồi sinh khát vọng sống rồi lại bị vùi dập phũ phàng. Và trong đêm đông cứu A Phủ, đầu tiên bị hoàn toàn dửng dưng, vô cảm, nhưng sau đó cô đã biết thương số phận, cảnh ngộ của chính bản thân mình, thương cho A Phủ,
quyết định cứu A Phổ và cũng tự cứu được chính mình. Nhìn lại toàn bộ hành trình của đời Mị, thì các em chú ý cho cô giáo, Mị từ cuộc sống của một người lao động tự do đã bị biến thành nô lệ cho nhà thống Lý, và sau đó cô đã tự giải phóng được cho chính mình. Suốt hành trình cuộc đời này thì các em phải lưu ý cho cô giáo một nhân tố hết sức quan trọng giúp cô có thể tự giải phóng cho bản thân, đó chính là sức sống tiềm tàng từ những ngày Mị còn trẻ, còn tự do, suốt những năm tháng nô lệ vẫn không thể dập tắt, sau đó đã bùng lên thành sức mạnh tự giải phóng. Thứ hai, chúng ta cùng chuyển sang ôn tập về hình tượng nhân vật A Phổ. Về nhân vật A Phổ thì các em lưu ý cho cô giáo sự xuất hiện, lai lịch, số phận và tính cách, phẩm chất của nhân vật. Nói về sự xuất hiện của A Phổ thì Tô Hoài đã miêu tả sự xuất hiện của A Phổ trong tình huống đánh nhau với A Sử, và sự xuất hiện đột ngột của nhân vật đã gây chú ý cho người đọc. Liệu rằng người thanh niên này là ai mà lại dám đánh con quan làng? Chúng ta chuyển sang tìm hiểu về lai lịch, số phận của nhân vật. Với lai lịch thì A Phổ là một đứa trẻ mồ côi từ nơi khác đến. Cha, mẹ, anh chị của A Phổ đã chết hết trong một trận dịch đậu mùa. Và A Phổ đã bị người làng bán cho người Thái ở dãy cánh đồng thấp, sau đó thì lưu lạc đến Hồng Ngài. Số phận của nhân vật cũng rất là bất hạnh, đáng thương. Tuổi thơ của A Phổ thì đơn độc, tha hương. Khi lớn lên, A Phổ lại phải chịu bao nhiêu những đắng cay, tủi cực. Mặc dù là niềm ao ước của bao nhiêu cô gái trong vùng, nhưng vì nghèo mà A Phổ không thể lấy nổi vợ. Hơn nữa, A Phổ còn bị đánh và bị phạt vạ, rất bất công. Các em đặc biệt chú ý cho cô giáo, đoạn văn nói về cảnh sử kiện. Đây là một cảnh tượng rất là lạ lùng mà Tô Hoài bằng cái con mắt quan sát là tinh tế về phong tục vùng cao đã viết nên, rất là sống động và chân thực. Buổi sự kiện ấy diễn ra trong không khí mịt mù khói thuốc phiện. Người quỳ lạy, người đánh, người kể, người chửi bới, càng hút càng tỉnh, càng đánh càng chửi và càng hút. A Phổ phải quỳ chịu trói và chịu đánh. Hai đầu gối A Phổ sưng bệnh lên như mặt hổ phù. Điều đáng chú ý ở đây, thống lý Bá Cha, người đại diện cho gia đình bị hại là A Sử, nhưng lại đồng thời cũng là người cầm cân nảy mực trong cuộc sự kiện này. Điều đó cũng có nghĩa rằng là tất cả những thiệt thòi, bất công, A Phổ sẽ phải là người gánh chịu. Thống lý đã kết tội A Phổ. A Phổ, mày đánh con quan làng, đáng lẽ làng xử mày tội chết, nhưng làng cho mày được sống để nộp vạ. Cả tiền thuốc, tiền lợn, tiền phạt, mày phải chịu 100 bạc trắng. Và số tiền này thì với một người lao động nghèo như A Phổ, làm sao có được? Thống lý Bá Cha đã cho A Phổ vay, nhưng những đồng bạc ấy A Phổ chỉ được sờ vào rồi lại trả cho nhà thống lý. Kể từ đây, A Phổ phải sống cuộc đời đứa ở trường nợ, thành nô lệ cho nhà thống lý, phải làm biết bao nhiêu những công việc nặng nhọc, suốt năm suốt tháng rong ruổi ngoài gò, ngoài rừng, chăn bò, chăn ngựa, bẫy hổ. Thậm chí A Phổ còn bị trói đứng đến chết vì lỡ để hổ bắt mất bò. Điều đó có nghĩa dưới chế độ phong kiến miền núi Tây Bắc lúc bấy giờ thì thân phận con người có lẽ cũng không bằng một con vật. A Phổ chính là nạn nhân của bọn phong kiến chúa đất miền núi Tây Bắc. Nhưng ở chàng trai ấy lại tiềm ẩn những nét tính cách phẩm chất rất đáng trân trọng. Trước hết, A Phổ là một thanh niên nghị lực, bản lĩnh và tự lập. Mặc dù sớm mồ côi, đơn độc một mình giữa cuộc đời, nhưng A Phổ vẫn vượt lên để sống. Khi bị người làng bán cho người Thái dưới cánh đồng, không chịu ở dưới cánh đồng thấp thì A Phổ đã trốn lên cánh đồng cao. Khi trưởng thành, A Phổ đã trở thành một chàng trai khỏe mạnh, siêng năng, yêu lao động. A Phổ biết đúc lưỡi cày, biết đục cuốc, cày giỏi và săn bò to rất thạo. Bao nhiêu con gái trong làng say mê, ao ước, đứa nào có được A Phổ cũng bằng có được con trâu tốt trong nhà, chẳng mấy lúc mà giàu. Đồng thời, A Phổ cũng là một chàng trai gan góc, dũng cảm, không khiếp sợ trước cường quyền. Các em chú ý cho cô giáo, đoạn văn miêu tả cảnh A Phổ đánh A Sử. A Phổ sộc tới, nắm lấy cái vòng cổ,
kéo dập đầu A Sử xuống, xé áo và đánh tới tấp. Ở đây nhà văn đã sử dụng một loạt những động từ mạnh, những câu văn ngắn với nhịp nhanh để miêu tả một trận đánh áp đảo. Hành động đánh A Sử của A Vũ không chỉ cho thấy sự dũng cảm, không khiếp sợ trước cường quyền mà còn cho thấy nét tính cách thẳng thắn, bộc trực. Bởi lẽ đánh A Sử chính là đánh kẻ phá đám cuộc chơi. Thứ tư, chúng ta cần lưu ý, A Phổ cũng là chàng trai có sức sống mãnh liệt để vùng lên chống lại số phận. Khi được mị cứu, mặc dù đã khuỵu xuống nhưng A Phổ lại quật sức và vùng lên chạy. Đồng thời, A Phổ cũng là một con người sống rất tình nghĩa. Khi mị nói, A Phổ cho tôi đi, ở đây chết mất, A Phổ hiểu ra rằng người đàn bà chê chồng đó vừa cứu sống mình và hai người đã đỡ nhau lao chạy xuống dốc núi. Như vậy, những phẩm chất tốt đẹp và sức sống mãnh liệt của A Phổ cũng chính là hình ảnh của người dân lao động Tây Bắc. Về hai nhân vật Mị và A Phổ thì các em lưu ý cho cô giáo, hai nhân vật tương đồng ở số phận bất hạnh, nạn nhân của chế độ phong kiến miền núi, tương đồng ở sức sống trong con người. Song, nhà văn đã miêu tả khắc họa hai nhân vật với những nét tính cách rất riêng biệt, độc đáo. Mị là con người có sức sống nội tâm âm thầm, mạnh mẽ, cô được miêu tả bằng rất ít hành động, thể hiện chủ yếu qua những ý nghĩ, tâm tư và qua một số nét chân dung. Còn A Phủ lại là con người gan góc, bộc trực, hồn nhiên, ham hoạt động. Do đó, nhân vật A Phủ đã được nhà văn Tô Hoài thể hiện qua nhiều hành động, công việc, qua những lời đối thoại ngắn và giản đơn. Hai nhân vật đã góp phần hoàn chỉnh bức tranh về người lao động nghèo Tây Bắc trước cách mạng. Và chúng ta cùng chuyển sang phần 3, khái quát lại giá trị của tác phẩm này. Đầu tiên, các em chú ý cho cô giáo giá trị về nội dung. Chuyện ngắn Vợ chồng A Phủ của Tô Hoài có giá trị hiện thực và giá trị nhân đạo rất là sâu sắc. Về giá trị hiện thực, tác phẩm đã phản ánh chân thực cuộc đời tăm tối, tủi nhục của những người lao động nghèo miền núi trước cách mạng. Qua đó, nhà văn cũng vạch trần tội ác của bọn phong kiến thống trị ở vùng cao và phản ánh con đường đấu tranh đến với cách mạng, con đường tự giải phóng của người lao động. Về giá trị nhân đạo thì các em chú ý cho cô giáo những ý chính như sau. Tô Hoài đã bày tỏ sự cảm thông, xót thương cho số phận bất hạnh của người lao động nghèo miền núi những năm trước cách mạng. Ông cũng lên án tố cáo bọn phong kiến, chúa đất miền núi đẩy người lao động nghèo vào cảnh ngộ khốn cùng. Nhà văn cũng thể hiện sự trân trọng đối với vẻ đẹp của người lao động, thể hiện niềm tin ở sức sống tiềm tàng, mạnh mẽ của những con người bị đọa đày, vùi dập. Về giá trị nghệ thuật của truyện ngắn Vợ chồng A Phủ thì các em chú ý cho cô giáo những nét chính như sau. Thứ nhất là nghệ thuật tả cảnh rất đặc sắc. Ở đây, nhà văn đã có những trang viết rất hay về cảnh mùa xuân Tây Bắc nên thơ và những dòng sống động miêu tả lại cảnh phạt vạ bất công. Nghệ thuật khắc họa nhân vật của nhà văn cũng rất đáng lưu ý. Ông kết hợp các yếu tố ngoại hiện và miêu tả nội tâm, sử dụng các chi tiết giàu ý nghĩa. Nghệ thuật trần thuật của Tô Hoài cũng rất linh hoạt và hấp dẫn, ngôn ngữ mang phong vị và màu sắc dân tộc, giàu tính tạo hình và đầy chất thơ. Thứ tư, chúng ta cùng chuyển sang tìm hiểu về các cái đoạn văn, các chi tiết nghệ thuật đặc sắc ở trong tác phẩm này. Đầu tiên thì cô giáo lưu ý với các em một số đoạn văn đặc sắc ở trong tác phẩm. Đó là đoạn mở đầu, giới thiệu về sự xuất hiện của nhân vật Mị. Đoạn văn miêu tả sự hồi sinh khát vọng sống của Mị trong đêm tình mùa xuân. Đoạn văn miêu tả tâm trạng và hành động của Mị trong đêm đông cởi trói cứu A Phủ. Và cuối cùng là đoạn văn miêu tả cảnh A Phủ bị phạt vạ. Về các chi tiết nghệ thuật trong tác phẩm, ở đây Tô Hoài đã sử dụng, lựa chọn được rất nhiều những chi tiết nghệ thuật đặc sắc góp phần làm nổi bật số phận cũng như tính cách của nhân vật. Đó là chi tiết nắm lá ngón, chi tiết căn buồng Mị nằm, chi tiết âm thanh tiếng sáo, tiếng chân ngựa đạp vách, chi tiết Mị cắt dây cởi trói cứu A Phủ và chi tiết dòng nước mắt A Phủ. Với bài học này thì cô giáo hướng dẫn các em tự học, tự ôn tập ở nhà như sau. Trước hết các em phải ôn lại những kiến thức cơ bản về tác phẩm. Theo hệ thống cô giáo đã trình bày với các em, đó là kiến thức về tác giả Tô Hoài với những nét chính về cuộc đời, về sự nghiệp sáng tác và vị trí văn học sử. Về tác phẩm Vợ chồng A Phủ, các em cần nhớ được xuất xứ, vị trí, hoàn cảnh sáng tác và bố cục của tác phẩm. Với những vấn đề
chính mà chúng ta cần quan tâm trong tác phẩm thì đó chính là hình tượng nhân vật mị, nhân vật A Phổ, giá trị tác phẩm và các cái đoạn văn, các chi tiết đặc sắc. Thứ hai, ở nhà, các em lập dàn ý, đề văn sau cho cô giáo. Lựa chọn và phân tích hai chi tiết nghệ thuật mà anh chị cho là đặc sắc trong truyện ngắn Vợ chồng A Phổ của nhà văn Tô Hoài. Với đề văn này, các em lập dàn ý chi tiết, sau đó có thể nhờ thầy cô giáo giảng dạy bộ môn ngữ văn trên lớp của chúng ta chữa bài cho các em. Buổi học của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc. Cô hy vọng rằng các em sẽ ôn tập thật tốt tác phẩm Vợ chồng A Phổ. Tạm biệt các em.